Bắt kẻ giết mẹ vợ sau một tuần lẩn trốn trong rừng sâu ở Quảng Bình. Sau khi giết mẹ vợ, Lê Văn Chiến đã bỏ trốn trong rừng sâu. Người này vừa bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ sau một tuần lẩn trốn. Công an tỉnh Quảng Bình chiều nay ngày 12 tháng 7 cho biết đã bắt được Lê Văn Chiến, sinh năm 1988, trú tại thôn Vĩnh Tuy 3, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh. Đây là nghi can về hành vi giết người rồi bỏ trốn. Khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, các lực lượng gồm Công an huyện Quảng Ninh, Công an và chính quyền xã Vĩnh Ninh, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã bắt giữ được Lê Văn Chiến khi đang trốn trong rừng sâu. Đấu tranh bước đầu, Chiến thừa nhận hành vi giết mẹ vợ do mâu thuẫn gia đình. Trong gần một tuần lẩn trốn, đối tượng chỉ uống nước lã và ăn các loại rau trái trong rừng. Trước đó vào ngày 6 tháng 7, trên địa bàn xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh đã xảy ra vụ giết người nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Hà Thị Thiểu, sinh năm 1976, bị giết trong vườn nhà với một số vết thương trên người. Qua điều tra, xác định đối tượng nghi vấn là Lê Văn Chiến, con rể của nạn nhân. Sau khi giết mẹ vợ, đối tượng đã bỏ trốn. Xác định vùng đối tượng lẩn trốn là địa bàn hiểm trở, phức tạp, nên lực lượng phá án đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của địa phương như là dân quân tự vệ, đoàn thanh niên, ngày đêm cắm chốt, siết chặt vòng vây, đồng thời bắc loa kêu gọi Lê Văn Chiến ra đầu thú. Sau gần một tuần vào rừng sâu, đến chiều nay, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng. Để kịp thời động viên các lực lượng tham gia phá án, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ, đồng thời thưởng nóng 50 triệu đồng. Đồng thời, huyện Quảng Ninh cũng đã thưởng nóng 30 triệu đồng cho ban chuyên án.